người ta có cái tài riêng, người ta có cái hay riêng của người ta hết. Mọi người cứ chơi ví dụ như thằng Đạt Villa chẳng hạn, đúng không? Thằng Đạt Villa nó nói thẳng câu là nó cái độ kiếm tiền của nó bây giờ là thiên, mày gọi là cụ. Mình chơi tuổi của nó, mình là anh của nó đấy, nhưng mà để mà so với cái độ kiếm tiền của Du Thiên với Đạt Villa bây giờ mình phải gọi là bằng cụ ấy. Đấy, đấy nó nói thật. Thứ nhất là thằng Đạt nó gì, nó bị cây này, nó có nhiều fan hâm mộ này, nhiều người yêu mến, nhiều người anh em ủng hộ nó này, đúng không? Cảm ơn Bảo Yến nhé, cảm ơn em ủng hộ anh. Rồi là thứ hai là giờ nó còn bán thêm cả hàng ở trên TikTok nữa. Đấy, nó livestream chơi nó bán hàng, coi như là tối nó kiếm được không bao tiền. Đấy, ngày mùng 8 này, ngày mùng 8 tháng 1 dương lịch này là Thiên về trên chỗ ông Đạt. Đấy, mùng 8 về chỗ ông Đạt, Đạt nó khánh thành nhà. Nó khánh thành nhà các. Đấy, Đạt nó khánh thành nhà thì hôm đấy là mình cũng lên. Mình ăn khánh thành nhà của Đạt. Đấy. Hôm đấy là có rất nhiều các anh em bạn bè thân của Đạt sẽ lên với cả nó. Rất là mừng cho em nó bởi vì tuổi trẻ nhưng tài cao. Đấy, nó mọi người cứ nhiều ông cứ đi chửi cứ đi ganh ghét nó. Đấy, đấy chính là câu trả lời sắc mẹ, coi như là chuẩn chỉ nhất, đúng không? Mẹ TikTok của nó hot như thế, nó livestream toàn 10 mấy 20, có những thời điểm đỉnh điểm của nó lên đến hơn 200k mắt xem. Nó coi như là một sự khác bọt hoàn toàn cho mình cả top còn lại, đúng không? Khâm phục nó vãi cả trưởng ra, còn không hết thì đi dìm hàng nó. Các ông đi dìm hàng những con người mà tài hơn công thì các ông muốn đời không bao giờ khá được. Các ông phải hiểu một điều rằng là có những người ta tài giỏi thì mình đừng bao giờ đi dìm người ta. Thấy người ta giỏi thì mình phải học hỏi, tại sao thằng ấy nó giỏi thế, tại sao nó làm được như thế. Mình hãy tôn vinh người ta lên, bởi vì ông trời có mắt mà, đúng không? Ông trời có mắt, ông trời biết nhìn thấu hết tâm can của từng con người, cho mình gieo nhân nào gặp quả đấy. Cái khẩu nghiệp của mình mà mình buông ra những lời cay đắng đấy, mình dìm những con người ta có tài, những con người ta có những cái hơn mình ấy mà mình dìm người ta xuống ấy, là mình khẩu nghiệp là mình có tội đấy, đúng không? Sau này để những cái mà như thế là chính các ông sẽ là người phải nhận lại. Đấy, nó đi kiếm tiền TikTok nó nổi được tầm 5 đấy, thằng Đạt chắc nổi được tầm 5 nhỉ. Đạt chắc nổi được tầm 5 nay mà nó xây được nhà cho bố mẹ nó đấy. Cái nhà to vật vã ở quê, đúng không? Mình khâm phục nó bãi trưởng ra. Có hiếu, một người con có hiếu, đúng không? Nó có hiếu nó về nó xây nhà cho bố mẹ nó như thế.